Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục với chuỗi series là làm quen với dữ liệu Vân Đát, với thư viện Vân Đát trong Python. Hôm nay thì mình sẽ làm về chủ đề là fill các giá trị mà null. Ok, mình sẽ bắt đầu nhé. Tiếp tục mình sẽ import cái thư viện Vân Đát vô. Import Vân Đát. Đây. Ok. Mình sẽ đọc cái dữ liệu cũng là dữ liệu về weather thôi. Pandas chấm recipe. Đây. Mình sẽ đọc cái dữ liệu mà có cái đường dẫn. Đây, đọc dữ liệu có đường dẫn như thế này. Lưu vào một cái biến là pandas. Df. Rồi, mình nhấn F5 để mình chạy toàn bộ cái code trong của mình nhé. Rồi. Ở đây mình xóa đi, mình chạy lại. Đây là cái data frame của mình đây. Thì data frame mình á có một số cái dữ liệu null đây nè. Mình sẽ điền cái giá trị null ở đây. Trước khi điền giá trị null thì mình sẽ xem là có bao nhiêu giá trị null. Df chấm isma. Isna ở đây là nó theo kiểu trả về giá trị là boolean, thì mình sẽ chấm sum nữa là mình xem tổng tổng cái dữ liệu null nó của từng cột, tổng dữ liệu null của từng cột. Ví dụ như ở đây cột temperature có 4 giá trị null, đây 1 2 3 4 4 giá trị null, tương tự đối với các cột còn lại. Rồi mình sẽ điền cái giá trị null này như thế nào, bằng hàm gì, thì ở đây mình sẽ điền bằng cái hàm là fill name. Df chấm fill name, mình điền ở đây là điền giá trị không vào tất cả các chỗ nào mà có null. Rồi đây, wow, à nó không, đây đây điền giá trị null nè, nhưng mà mình phải gán về cái data frame của mình, lưu vào data frame thì nó mới hiểu. Ok, chỗ nào có null thì nó sẽ điền là không hết đây. Nhưng mà ở đây là cái dạng event này nè. Event này là dạng string, cho nên điền không vào đây thì thấy nó không hợp lý. Còn điền không vào đây thì thấy hợp lý nè. Ok nhé. Còn vấn đề nữa là đây nè, mình cho nó về index luôn đi. Mình set set cái cột đây này là set index. Để chấm set index. Index cái cột đây rồi. In play true luôn. Lưu lưu vào biến df luôn. Ok, mình xem dữ liệu. Sao chạy chậm vậy ta? Rồi, sau khi mà set index rồi á thì mình sẽ điền fill na lại. Ở đây thì mình fill na. Sao nó bị gì vậy ta? Mình chạy lại. Đây. Rồi, hình như mình không có gán về, mình sẽ đen đen như này, nó sẽ hiểu. Ok, cột đây sẽ về sẽ đen. Rồi, để chấm fill nè, mình sẽ điền từng cột. Ví dụ như ở đây, cái cột là temperature thì mình điền là không, đúng rồi. Temperature thì điền là không. Temperature thì mình điền là không. Còn wind speed mình cũng điền là không. Wind speed mình cũng điền là không. Còn event thì mình sẽ điền là no event.
Ok. Nhưng mà mình đang viết theo cái dạng là dictionary trong bài thanh á. Cho nên mình phải đưa cái này vào trong cái ngoặc móc lại thì nó mới hiểu. Rồi, ráng gán về. Nhưng mà ở đây mình có điền fill name rồi nè, cho nên là nó sẽ không hiểu đâu. Mình sẽ đọc lại cái dữ liệu của mình và mình bỏ cái hàng cột này đi, hàng này đi. Này. Send xong fill name, mình sẽ gán vào một cái tiếng df luôn. Ok. Mình sẽ xem lại data frame của mình. Đây. Nó điền đúng rồi nè. Hai cột này thì điền là không, còn cột event thì điền là no event. Rồi. Cái hàm phiếu na thì nó có một cái vài phương pháp để mình điền giá trị tự động, ví dụ như ở đây mình bỏ này đi, df chấm phiếu na mình điền theo cái phương pháp là method bằng fill, tức là điền ví dụ như ở đây nè, nó điền trước cái giá trị null á, thì nó lấy cái giá trị trước giá trị null nó điền vào đây. Ví dụ như đây là điền số 32 nè, đây là điền số 28 nè. Đây. Chỗ này là lúc nãy là null nè. Là nó điền lại trước giá trị null thì nó điền vào, còn điền theo kiểu là sau giá trị null á, mình chạy lại nha. Muốn điền sau giá trị null, ví dụ như ở đây là điền 28 nè, là điền sau đúng không, thì mình sẽ sử dụng là bfill này. Ở đây sẽ điền giá trị 28, đây sẽ điền giá trị bao hàng. Rồi. Mình điền fill fill na rồi, nhưng mà mình không muốn điền điền giá trị null, mình muốn rub giá trị null luôn. Thì mình sẽ sử dụng là rub rub null. Ở đây. Df chấm rub na. Rub na. Ok. Thì mình cứ chưa chưa lưu về data frame nữa. Thì lại lưu về data frame. Mặc định nó là rớp hết á. Giá trị chỗ nào có giá trị luôn thì nó rớp hết. Nhưng mà trong dữ liệu của mình nó thì rớp hết như vậy nó cũng không tốt cho lắm. Ok. Bắt đầu là như vậy thôi. Rồi. How này. How on là rớp hết. Còn còn phương thức gì nữa đó? Mình cũng chưa có tìm hiểu về phương thức, nhưng mà mình có sẽ search Google. Rớp nè thì nó có how là như thế nào. Ok nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.